cái ban ngọc và bỏ bắt buộc là không thể phải đạp. Anh Ngọc anh nhìn theo cái đầm họ nghĩ nói ra mà đưa mình nhìn mặt luôn được đó, nó xong vô đó là mình chờ nè. Trên đầu anh em mình giống nhau không? Muốn nó bắt bạch đúng không? Anh bảo anh đang căng sẵn rồi đó. Thay số 10 đi. Con nó la hoài ta. Uống thuốc vô bò ơi. No!
anh hai vô nè. Anh hai vô thấy ai? Thấy mình một hả? Nó quét dưỡng ngon mà. Vậy cái banh nó phạt đi. Trúng banh nhưng mà cái chân mà mình giơ cao lên á, giơ cao lên là trọng tải thổi á, trọng bự hơn bị trái nè, đâu có trúng gì nó đâu mà giơ chân cao lên là gây nguy hiểm là nó phạt à.
Uống thuốc không bộ? La cho quản chứ sao? Bây giờ la cho quản nhá. Sao hiện tại bế tắc rồi? Đường thiếu vô lại mới còn đè được. Mấy 20 giờ. Thôi rồi 20 phút rồi. Ừ.
chứng tỏ là vàng ổng dạy 250 tuổi vẫn còn ngon hay. Trên Thế Thắng hả? Má cầu nghe quen quen. Chưa chắc đâu, nhiều khi thua trên Thế Thắng luôn đó. Dữ lắm nha. Ông già đó, ông già ông đang chạy dưới sân đó. Hôm nay ở ha, 4 giờ không có ha. Hèn gì trọng tài nó cũng cho muốn cho nghỉ lâu lâu. Thằng gôn nó giọng tốt ha.
Đàn vô lại hả? Đàn đá không dễ cánh hả? Chợ banh là còn thấy trọng tài gôn la cái là tự nhiên ổng thổi à. Đưa ngay tay thằng Gôn hay rồi. Má banh gì nó cũng phút 33. Bên đó tạt cái ai mà tạt cái đó rồi. Bây giờ phút 33 của trận đấu. Tỷ số hiện đang là 2-2. Hãy đó.
Hiểu rồi. Đấy, chưa trống nè. Năm dưỡng già mà nghĩ dùng phủ tiền năm dưỡng tháng làm cho mập đó hả? Em biết không đâu qua đâu. Giờ mập bây giờ mập. Già hả? Chứ thì về chờ quay phim. Quay phim gì? Phim mập. Trọng tài nghe nói là cái à cứ nghe tụi mua la cái là mang cái đâu kia đâu. Về chơi hết